15S Bình Dương xin chào tất cả bà con cô bác quý cô chú quý chị đang xem trên kênh YouTube của 15S Bình Dương ha. Và trong video buổi tối ngày hôm nay thì 15S Bình Dương sẽ cập nhật cho bà con cô bác rất là nhiều những cái tin tức mới luôn. À, thì à, thông tin đầu tiên đó chính là à, ba anh em à, gồm có là chị Hồng Loan nè, Mỹ Mỹ nè và Bầm Bum à, đang gọi là đi à, à, đi chơi ở Côn đảo bà con đó và cái địa điểm đến đầu tiên đố bà con biết đó chính là ở đâu à thì à, đó chính là à, mộ của cô võ thị Sáu nè đó còn một cái địa điểm nữa thì bây giờ mời bà con cô bác chúng ta cùng xem một cái đoạn video mà chị hồng loan à, đăng tải nha Thì đây là một cái đoạn livestream thôi nhưng mà à, do là ở côn đảo bà con có chỗ thì sống rất là mạnh có chỗ thì sống cũng rất là yếu ha cho nên livestream không có được nhiều cho nên là chúng ta à, xem được một cái đoạn à, của chị Hồng Loan cùng với là à, hai anh chị em nha à, Bây giờ mời bà con cô bác chúng ta cùng à, xem với là 15 hết Bình Dương nha <laughs> Mới bài mà ngồi lắc đầu lắc... <laughs> đây, Ôm xào bài mà ngồi Thôi ơi Ôm tiếng xào đi Chiến này Ôm ra không Chiến này cho đi 2 ngày ngồi trên máy bay à. Ờ. à Đi Mỹ nè cần cho, cho thấy cảnh nghe chưa <laughs> Quen luôn Chơi lên đô hello con chào cả nhà trời đất ơi đêm vậy ờ, đi mua đi máy bay uống ăn thần không con quỷ chết đại gia đình hello cả nhà nè đây Được. rồi đúng rồi dạ, không, không ta biết <laughs> thôi con này con à. a giờ à đây mỹ mỹ đâu núp núp rồi trời đất ơi thấy ghê chưa hello chị bỏ chân dạ con chào cả nhà bây giờ là mấy anh em con mới vừa đi cúng bên cô vợ thị sáu xong giờ thì đi qua bên miếu à miếu gì miếu... miếu năm cô à, nhà này gần 3 giờ chiều rồi nhanh thiệt chứ như... đang chương trên đường đi miếu năm cô nha cả nhà ơi Xong một chỗ rồi hello hello nhà nha hello chào cô gái. Dạ, chào Văn nguyễn nha. Vậy, dạ. uhm, đó thì, chơi, luôn nhà ơi. thì đây là cái chuyến đi chơi của bà chị em nha bà con Thì bên dưới có rất là nhiều những bình luận ha. Thì sáng nay chị Hồng Loan cũng đã đăng lên trên phở bò của mình à, 5 tấm ảnh à, được check in tại à, Côn Đảo Airport, tức là sân, à, sân bay ở Côn Đảo, bà con. Đó. Thì à, trong những tấm hình này thì chúng ta thấy chị Hồng Loan nè, à, chị Bùm Bùm ha, à, Mỹ Mỹ cũng như là ông xã của chị Bùm Bùm. Đó. Thì cái này 15S Bình Dương sẽ để kế bên cho bà con cô bác chúng ta cùng xem ha Thì như các cô chú các anh chị biết thì sắp tới đây sẽ có một ngày rất rất là quan trọng luôn đó à, Và một lát nữa thì 15S sẽ cập nhật cho bà con cô bác biết ngày đó là ngày nào nha Bên dưới cái bài viết của chị Hồng Loan Thì 15S thấy có chị Ni cũng đã vào bình luận nè sướng quá đi máy bay miết nhen à đây là bình luận của chị chị ni ha và chị ba bình tinh cũng nói nè tội bay đi hoài vậy à khán giả kim ngân thì nói đi cho người ta ngứa miệng em ơi đó Master tư quốc thanh thì gửi tặng cho cả ba anh em một cái trái tim siêu to khổng lồ luôn đối với luật sư nguyễn tiết ngọc thì luật sư cũng đã vào bình luận như thế này thích vậy các bạn mới đi sáng nay hả chị cũng vừa bay khuya hôm qua đi công tác nè vì phải à, vì phải tới sớm làm việc à, buổi sáng nên toàn là bay khuya và luật sư nguyễn tiết ngọc cũng đã à, tặng cho một ly là hà nội À, center đó. À, và cái địa điểm mà luật sư à, nguyễn tiết ngọc tới đó chính là hà nội nha bà con à, cái ly cà phê chúng ta cũng đã thấy được cái à, tiết lộ nhỏ của luật sư cho bà con cô bác chúng ta cùng biết thì bên dưới chị hồng loan cũng đã dạ chị à, rất là dễ thương ha đó thì đây là một số uh, một cái thông tin đầu tiên mà mà làm hết cập nhật cho bà con cô bác đó chính là chị hồng loan cùng với là uh, mỹ mỹ bùm bum uh, đi uh, côn đảo để mà giải uh, trí ha đó uh, thì uh, cách đây uh, 22 mươi giờ trước thì uh, chị hồng loan cũng có đăng một cái tattoo như thế này bên chị là ấm áp nhất bình yên nhất đổ bà con cô bác cái người chị mà à, chị hồng loan nhắc đến à, trong cái bài viết này là ai à chắc có lẽ là bà con cô bác chúng ta cũng đoán ra rồi đúng không đó chính là chị ni nha à, một cái đoạn video ngắn à, hai tấm ảnh rất là dễ thương luôn đây của chị ni và chị hồng loan nha đó, hai chị em hai cái kiểu hình rất là dễ thương. Bên dưới thì giờ chị Hồng Loan à, dạ con cảm ơn cả nhà của con, hai chị em con luôn vững bước tiến lên. Đó. Chị Ni thì nói cũng sắp đi đến cuối đoạn đường rồi. Dù biết đôi lúc cũng có những chuyện bên trong khiến ta thất vọng và gục ngã. Nhưng càng càng ngày lại càng thương à, mày mớm ơi. Không thể thốt, không hứa hẹn, hảo quyền. Nhưng còn sống là không thể để ai hại mớm được. Sao rama chắc mớm cũng trưởng thành lên rất là nhiều. Lòng người thế đó em, để biết rằng đồng tiền nó bén đến kinh hoàng. Và chị Hồng Loan cũng nói chỉ cần chị em ta luôn bên nhau không gì gục ngã đường mình cứ tiến à và chị ni mới à không nói nữa nhưng mà tặng cho gọi là một cái like và ba cái cơ bắp như thế này đó thì các cô chú các anh chị cũng đã vững bước à, gọi là vững tin hơn ha Một vị khán giả tên là linh đoàn thì nói ngưỡng mộ ni có tấm lòng tốt chỉ cần ni giúp được những người rơi à, gặp hoàn cảnh như loan phước đức hơn ni à, xây làm 10 cảnh chùa khán giả win happy thì nói đồng tiền chỉ điều khiển những kẻ nô lệ chứ quân tử khó lắm em à may mắn cuộc đời hồng loan gặp được em đó một người chị kiên định quyết đoán và sống chân tình cảm ơn em vì tất cả khán giả chim biển nói được à, đọc cái dòng này của ni tự nhiên cái lòng ngực hơi thắt lại à, không biết diễn tả như thế nào cách à, cách xa sài gòn 2.500 km chắc có lẽ là vì khán giả chìm biển ở ngoài à, cao bằng hoặc là lạng sơn à, ở những cái tỉnh mà giáp với trung quốc đó bà con cho nên là hơi xa ha hoặc là vị khán giả này có thể là ở malaysia hay là philippines gì đó thì cái khoảng cách sẽ à, hơn 2.000 cây Thì theo 15 bếp đoán là như vậy Anh Huy Sang hay nói quần tử Chị à, luật sư Nguyễn Tiết Ngọc thì đã tặng cho một chữ thôi Chữ thương và một cái à, trái tim màu đỏ Đó. Khán giả là như nói Cách con suy nghĩ về Ni rất đúng còn có phước lắm Đã được ba đưa Ni đến để hỗ trợ hết lòng cho con Cô cảm ơn Ni nhiều lắm nha. Khán giả Sông Nam thì nói như thế này. Công nhận, Ni thương mớm quá trời. Ai tấn công Ni chịu đựng hết. Còn đụng tới mớm, Ni nhảy lên liền. Thương hai chị em quá trời, phong ba bảo táp tới hoài. Khán giả Tuyền Phan nói, hai chị em rất xinh đẹp và dễ thương. Chúc hai chị em luôn luôn bên nhau như thế mãi nhé. Không có chặn đường pháp lý nào mà không có đoàn kết gần về đích là càng gây cắn và càng hồi hộp khán giả yêu thương và cộng đồng mạng và cộng đồng mạng rất mong đoàn kết hai chị em trên cả tuyệt vời hơn những gì mong đợi trong suốt thời gian qua nhé luôn luôn yêu thương ủng hộ hai chị em tới cùng đó thì 15 lăm hết chỉ đọc một số những cái comment của khán giả thôi thì chúng ta cũng đã thấy được À, hiện tại thì khán giả vẫn rất rất là quan tâm à, Về cái đoạn cuối à, sắp tới à, Cái thời gian sắp tới sẽ diễn ra 15M đón chỉ khoảng một hai tháng nữa thôi Là sẽ đến đoạn cuối của con đường rồi Rồi, một cái thông tin tiếp theo 15M cập nhật cho bà con Đáng lẽ là đã cập nhật à, tối ngày hôm qua à, Nhưng mà hôm qua thì À, sau khi lên cái à, à, video đó thì một cũng à, gọi là hơi mệt xíu trong người cho nên là à, để sang hôm nay luôn đó thì cái bài viết này là của chị Nhi bà con à, thì à, đây là bài viết phản pháo lại à, cái bài viết của một cái người à, mà anh hai Vũ Lương hay gọi là à, tiên ngáo gì đó ở bên Mỹ á thì à, bây giờ Mà Lâm Bớt xin à, đọc lại cái bài viết này để cho bà con cô bác chúng ta cùng nghe nha. Bà Tiên Ngáo giờ hết nhân danh là người tình không bao giờ cưới của chú Nam Vũ Linh. Này lại giống người tình của chú thất thúc thúc quá vậy. Đề nghị bên Mỹ bớt ngáo lại dùm cái. Lâu lâu giật lên nói khùng, nói điên để tụi nhỏ nói chữ nói sao tụi nó hổn, già mà không nên nết chú năm có thèm ngó tới cái bản mặt đâu mà tri với kỹ vậy rồi bà loi à, bt à, hal này lại bùm bùm ra chữ có bài thơ không mà ghim quá thôi về đây tôi cho nó khắc cho bớt sân si w c mới sửa Bức tường cần để vài bài thơ cho mỗi lần giải quyết nỗi buồn. Chứ lâu lâu giật lên, mệt quá cô ngáo ạ. À. Cái tội bà lợi dụng hình ảnh, chú năm vũ linh để trục lời chưa nói chuyện đó. Xong xuôi thì tính sao? Bớt xồn lại dùm. Bà ăn cắp, ăn xén, quen nên nghĩ ai cũng ăn cắp. Cha con người ta bớt sẽ vô giùm cái. Muốn yêu à, chú Năm À, muốn yêu đương chân tình giờ bà đập đầu bà theo cạnh chú năm đi thiên hạ thì mới tin mới thể hiện tấm lòng của mình không thì né ra cho người ta nhờ nói hoài không biết nhục coi clip chú năm nói mặt bà như cái mâm chưa rồi lên đây ừ, tỏ bài nha bà ngáo bởi vì sao phiên tòa sắp diễn ra là giải đành đạch lên hết ạ à. Đó, thì đây là toàn bộ bài viết của chị Ni Thì các cô chú, các anh chị nghe cũng khá là gọi là đã cái lỗ tai đúng không? Đó, à, bên dưới thì à, phải nói có hơn 400 lượt comment của khán giả luôn Thì chúng ta à, đọc và chúng ta cũng đã hiểu được cái thông điệp của chị Ni Đó, giống như vị khán giả hồi nãy nói à, Khi mà những người mà tấn công hồng loan thì lúc nào cũng có chị ni à, bảo vệ à, bằng những cái bài viết của mình đó vậy nói rất là hay và rất là sắc bén ha thì như các cô chú các anh chị biết à, sắp tới sẽ có những cái phiên to và bây giờ đã có những người người ta cũng đã nhảy đành đạch đành đạch lên rồi đúng không đó khán giả tên là thái chu thì nói như thế này thiệt em chỉ mong cho nhanh kết thúc ra ma để cho hồng loan được yên ổn làm ăn thấy tội chị và hồng loan quá bọn quỷ yêu càng ngày chúng nó càng anh mờ dê à, thì ở đây có một số à, một số từ ngữ thì mà lâm mới xin phép là à, đọc tắt nha tại vì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái cộng đồng đó rồi nói về cái à, bài viết của cô tiên à, cô tiên ngáo thì có lẽ 15m cũng rất là bức xúc à, thì để 15m đọc lại xem coi như thế nào à, nha thật sự rất là bức xúc khi mà đọc cái bài à, của bà tiên ngáo này bài viết như thế này hôm nay em bận nên chưa chữ livestream tuần rồi em nhớ em có nhắc cái chuyện con nhỏ bầm bum chữ cha nó nghệ sĩ tiểu linh trên mạng nó tôn sùng bác Năm Vũ Linh quá mà nó có bao giờ nghe được lời phát ra từ tâm tư của bác Năm Vũ Linh không? Bác Năm, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đã có lần tâm sự với Văn Tiên. Tâm sự với Văn Tiên là đem cha mẹ mình lên mạng chê trách là không được. Thứ còn bất Hiếu không xài được. Lại thêm một câu nói của 10 năm trước để lòi ra một con bùm bùm NMG trên mạng. Đó, chữ luôn. Tiếp nè bà con. NMG lần 1 là nó chữ cha nó trên mạng. NMG lần 2 là nó vừa hổn, nó vừa ngờ u, nó vừa dốt khi lên mạng nổi hai tượng Phật là bùa ngải. Rồi cái đám con cháu NMG giật tượng Phật bàn thờ vô hùng rác không hề kính nể người đã mất kiểu cái con nghệ sĩ bình tinh kinh thường phan cái câu nghệ sĩ ưu tú gì tầm này để nói về người vừa mất đó ha chị em tụi bay đúng là cái thứ trời đánh thánh đâm đó các cô chú các chị nghe phải nói dùng những ngôn từ rất là tục tiểu à, rồi tiếp theo nè con hờ lờ có gửi tin nhắn với hình chụp tượng Phật cho bà tiên. Nó nói: "Cô coi, bà sáu để tượng yếp ba con, không cho ba con vô nhà đại khái nha." Dù không rõ vụ yếm, nhưng tự lòng em đã gạt cái yếm ra khỏi suy nghĩ mà còn khuyên con hờ lời là tìm hiểu rõ, tìm hiểu cho rõ. Chắc nó nghĩ em mở tuốt à, ở bên Mỹ, nó nên nó dễ dàng giận dắt chắc nó nghĩ em cũng hạ tiền. Có thói ăn cắp như nó nên nó dễ dàng giận dắt. Chắc nó nghĩ em cũng thù hận gia đình anh Vũ Linh như nó nên nó dễ dàng giận dắt. Cái này giống như là viết tâm sự chú Vũ Linh vậy đó, bà con. Tiếp theo nè. Năm trước là con hờ lờ, bây giờ là tới phiên con bờ bùm hả. Chị em tụi bay giống nhau dữ hen giống nhau cái ngữ bất hiếu anh mờ khốn nạn hôm nay em bận em chưa có rảnh để chữ hai con anh mờ khốn nạn này nãy giờ toàn chữ không mà là chưa rảnh để chữ đó bà con tiếp nè thời đại iphone nên em sẽ gọi cái con hờ lờ và con bùm bùm này là ai anh mờ ai khốn nạn cho tụi nó được tự hào có chữ y trong câu nói à, chữ tôi cứ chữ miệng có chữ y giống iphone là ngon cơm ờ ừ, ngon lắm cái này hơi tào lao tí xíu à bên dưới thì à, có chia sẻ một cái bài viết của một vị khán giả tên là tâm hải vậy nè đó thì à, mình đọc đến đây thì cũng đã hiểu được bà tiên này bây giờ cũng đã lòi ra rồi chắc có lẽ là à chú du linh cũng đã khai khẩu bà này à, nói ra hết luôn ha đó chúng ta cũng ta thấy được những cái ngôn từ như thế nào đó và cái bài viết phản pháo của chị ni phải nói vô cùng tuyệt vời đó thì à, cách đây á, là 21 phút trước chị luật sư Nguyễn Tiết Ngọc cũng đã à, có một cái bài viết rất là mới liên quan đến chị Hồng Loan Cái này là 15 s vừa nhận được luôn Và bây giờ cập nhật luôn cho bà con cô bác chúng ta cùng nghe nha nguyễn tiết ngọc đang đi từ sân bay quốc tế đà nẵng đến thành phố hồ chí minh bài viết như thế này ở đà nẵng muốn uống cà phê hà nội mới chịu chỉ những lúc ngồi chờ máy bay đến đón thì nó mới có thời gian xem tin tức vừa nghe kênh youtube báo pháp luật thành phố hồ chí minh tổng hợp lại tin tức về vụ án của võ thị hồng loan có đoạn này nói trúng quan điểm của nó luật sư nguyễn tiết ngọc nè pháp luật thành phố Hồ Chí Minh à blo.vn. Đại diện luật sư của Hồng Loan cho biết thời gian qua có nhiều thông tin lan truyền trên mạng xoáy vào đời tư của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Hồng Loan văn 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 văn. Điều này đã tạo ra một hiệu ứng xấu cho chính người trong cuộc và khiến họ rất là mệt mỏi. Còn trong vấn đề về pháp lý thì nó không có gì quá phức tạp. Tuy nhiên trên không gian mạng có nhiều thông tin làm nhiễu cả không gian mạng và bản thân những người trong cuộc, bản thân luật sư à, không mong muốn việc đó xảy ra. Chúng tôi chỉ mong những gì đó, à, những gì nó được diễn ra tự nhiên và mong dư luận dừng lại ở mức độ chỉ theo dõi diễn tiến vụ việc ở mức độ pháp lý và để cho cơ quan chức năng làm việc chứ không có làm quá lên, gây ảnh hưởng đến người trong cuộc, đại diện luật sư cho hay. Thật sự chỉ từ khi nhận vụ án của Hồng Loan thì luật sư mới biết tới khái niệm rama là gì. Trước đó chưa từng biết tới bất cứ rama nào, mặc dù biết rằng luật sư chỉ quan tâm tới pháp lý, nhưng những câu chuyện rama xoay quanh người trong cuộc mà luật sư đang có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp thì cũng không thể không bận tâm cảm xúc của người trong cuộc rất là ảnh hưởng đến tinh thần làm việc luật sư còn đồng thời là bác sĩ tâm lý đồng viên khách hàng cố gắng kiểm soát cảm xúc trước những luồng thông tin xuyên tạc à, sai sự thật chính bản thân luật sư cũng phải tự kiểm soát cảm xúc làm cho cái đầu mình lạnh thật lạnh, tinh thần mình thép thật thép. Rama, dù bạn chỉ làm việc, chẳng đụng chạm tới ai. Nhưng bạn vẫn có thể là đề tài để một vài người suốt ngày họ loi bạn ra, nói này, à, nói ra rã, ra rã. Họ hằng học, bình phẩm, chơi bay, lên án, phán xét. Mặc dù họ chẳng biết bạn đang làm gì. À, đã làm gì, sẽ làm gì, nhưng họ thích là công kích thôi. Thích thì dừng chuyện lên nói thôi. Luật sư thật sự cảm thương. Ni na na si nguyện lắm. Chị Hồng Loan và luật sư mới hiểu Ni đã đồng hành vất vả thế nào và cũng là người chịu đựng nhiều búa rìu như à, búa rìu dư luận như thế nào. Những người xuyên tạc công kích về em ấy không thương tiếc chỉ để thỏa sự đói, đói kỳ. Nhưng vì đại cuộc nên Ni đã cố gắng nhẫn một chút cho sống yên biển lặng. Cố lên cô gái, chúng ta đã luôn cùng nhau và vượt qua rất nhiều trắc trở. Lòng ta vẫn vững như kiện ba chân đó thôi. Nhất định mọi chuyện, mọi sự cố gắng sẽ được đáp đền. 20 tháng 6, 2024, ghi để nhớ là hôm nay đã hoàn thành nhiệm vụ tại Đà Nẵng nhé. Và đây là toàn bộ à, à, cái à, gọi là thông điệp của luật sư Nguyễn Tiết Ngọc à, muốn gửi đến cho toàn thể bà con cô bác, à, đến chị Hồng Loan, đến chị Ni, đến toàn thể bà con đang theo dõi Rama ma à, như thế nào đó và bên dưới thì chị luật sư nguyễn tiết ngọc có để lại một cái ly hà nội center như hồi nãy à, mà lambert thấy ở bên kia à, và hiện tại là chị à, luật sư nguyễn tiết ngọc là hăng ở tại đà nẵng nha bà con nhưng mà à, cái ly thì để là hà nội center tức là à, như chị tiết ngọc nói mặc dù ở đà nẵng nhưng muốn uống cà phê hà nội đó bài viết của chị cũng đã nhận về một số những bình luận của khán giả thì bây giờ Mà lâm xin phép chia sẻ một số những bình luận của khán giả nha khán giả hoa quyền thì nói như thế này kẻ xấu ví dụ như là tt có tiền án chẳng hạn cũng vất vả lắm luật sư hắn hắn ta không có thời gian chăm lo cho bản thân và gia đình đâu vì thời gian còn bận đi rình mò bơi móc chuyện nhà người khác kẻ xấu nên hắn chẳng yêu thương à, ngay chính người trong gia đình hắn đâu. Vì nếu biết yêu thương những người thân thì hắn à, sẽ chẳng tạo được à, cho thiên hạ chữ cha mắng mẹ, rủa xả vợ chồng, con cái hắn đâu. À, tôi nói đến như thế mà những kẻ xấu rình mò quanh ni lon cũng chả chịu ngộ ra. Ai quy và quy của chúng tệ quá Đó à, Khán giả Nguyễn Duyên thì nói Xin cảm ơn những chia sẻ rất là chân tình Và hữu ích của luật sư Tuyết Ngọc Chúc luật sư luôn mạnh khỏe Mang lại nhiều niềm vui cho bé mớm Và những người yêu mến Gia đình của nghệ sĩ Vũ Linh Đó Rất là hay ha Rồi tiếp theo khán giả Bông Lao thì nói Mong ngày 26 tháng 6 Quá luật sư ơi mong hồng loan sẽ thắng kiện để làm gương cho những kẻ tham lam hay ăn, à, hay ăn biến là muốn chiếm đoạt tài sản của người khác khán giả tuấn nguyện nói đây mới là luật sư yêu thương hồng loan và ni nè còn cái à, thờ luật sư thất nghiệp kia nó là con rắn độc hai đầu âm mưu hại người rất may ni và Loan đã loại ra sớm một vị khán giả à, có một cái nickname tiếng à, Hoa thì nói xem xong bài viết này mình cam đồng muốn khóc thương cho Ni quá mà cũng khâm phục luật sư Ngọc là một luật sư rất có tâm. Cuối cùng chúc sức khỏe luật sư Ni Nylon nhiều thành công trong mọi việc tốt đẹp. Đó. À, đọc một số bình luận cho bà con cô bác hay ha. Còn một cái à, thông tin nữa của anh chàng Tý Linh Dọ, tức là Linh Tý hết bà con, cũng khá là hay ha. À, đây là bài viết ngày hôm qua nha, một cái bài viết à, hay. Hay như thế nào thì mời bà con, cô bác chúng ta cùng nghe. À, ở đây thì à, à, có hai người con và má, hả? À, thì để à, 15 m chia sẻ với bà con nha. Con, má ơi má để con bảo vệ má con cảm ơn con đừng cảm ơn con má vất vả nhiều rồi ừ tò bát đơn kia làm má suy sụp quá con thương má quá con bảo vệ má rồi thôi mấy đơn còn lại chấm chấm má tự lo cho xong luôn đi má má ô mai con câu chuyện cảm động về tình mẹ con đó thì à, nãy giờ 15 Mết đọc cái đoạn hội thoại thì à, bà con cô bác chúng ta cũng đã hiểu hơn hiểu được cái thông đẹp mà Linh Tý gửi đến đâu à, về cái à, mấy cái đơn đó mấy cái đơn về tình à, yêu thương má con à, Má thì nói là má ơi má để con bảo vệ má à, cái má nói là cảm ơn con à, cái con nói là đừng cảm ơn con má vất vả nhiều rồi đó má nói ừ tò bát đơn kia là má suy sụp quá cái con nói là con thương má quá con bảo vệ má rồi thôi mấy đơn còn lại má tự lo cho xong luôn đi má ô oh con câu chuyện cảm động về tình mẹ con đó thì để 15 lăm đọc một số bình luận cho bà con nghe và trước khi đọc bình luận thì có một bài thơ của một vị khán giả rất là tuyệt vời luôn Đó chính là nhà thơ Duyên Ăn Bùi ha Đó thì hôm nay cô Duyên Ăn Bùi à, viết bài thơ như thế này Má ơi con nói má nghe Cái nào mà khó má che con dùm Má già nanh nọc làm hầm Người ta có chữ cũng cuồn mà thôi Con thì phải tránh loi thôi làm sao tỏ sáng là người hiền ngoan. Con cần phải thật là sang, lung linh tha thước, dịu dàng đáng yêu. Má đóng vai ác đã nhiều, vai ác đã nhiều. <laughs> rồi tiếp nè. Già dạ rồi thì chịu chữ nhiều giùm con, hy sinh cho mẹ con con. Con thương mẹ lắm, nhưng con cần tiền. Phải nói rất rất là hay luôn. Và thật sự à lâm rất là gọi là bái phục nhà thơ à duyên an bùi cô duyên an bùi lúc nào cũng gọi là xuất khẩu hành thơ được hết và rất hay à rất là đúng khi mà à, cái lời bài thơ dựa vào cái bài viết của tác giả rất là đúng ha và chúng ta có thể là à, hiểu hơn về cái thông điệp mà à tác giả ở đây là anh linh tý muốn gửi đến cho bà con thì khi mà chúng ta đọc bài thơ của nhà thơ nữa thì chúng ta hãy hiểu rõ hơn về cái câu chuyện đúng không? Thì bên dưới thì anh Linh Tý cảm ơn nhà thơ như thế này. Nhà thơ quá uy tín Đó. À, khán giả Phonit An Thu thì nói câu cuối cứ gọi là chuẩn chị ạ. À? Tức là chuẩn, chuẩn không cần chỉnh đó bà con. À, thường người ta nói hay quá là chuẩn không cần chỉnh là vậy đó à, khán giả lệ lệ thì nói con ơi để má đi ăn cơm cục cơm trắng cho an toàn ở đó không phải lo đầu con khán giả tiểu vi thì nói trần đời chưa từng có một ai dám yêu cầu tước quyền làm con của người khác trần đời chưa ai dám yêu cầu nhà nước quỷ giấy khai xanh của nhà nước cấp nghĩ ra được những cái đơn kiện đó không thể nào là một người bình thường được. Rất là phi thường. Kha 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 kha. Khán giả Lê Thoa thì nói, để má lo hết, con yên tâm, má ăn cơm trắng của à, của nước nha cũng được. Tại má dành nhà con, à, tại má dành nhà con, à, dành nhà cho con mà. Nhưng mà không có được đó khán giả dh diễm thì nói ấy ấy bà bà lại quay trở về điểm xuất phát là quỹ ban nhân dân quận phú nhuận ca về đi rồi ăn vạ hay tiếp tục quăng tiếp 100 cái đơn ca ca đó thì uh, trong buổi tối ngày hôm nay thì 15 hết cũng đã cập nhật cho bà con cô bác rất rất là nhiều những cái thông tin đặc biệt là những cái thông tin khá là mới à, từ chị hồng loan đó để chúng ta biết được ba chị em vẫn đang rất là gắn kết tình chị em à, bằng một cái chuyến đi du lịch tại côn đảo à, đi thăm mộ của à, cô võ thị sáu nè à, chùa năm cô nè đó những cái địa điểm mà chúng ta không thể bỏ qua khi mà đến với là côn đảo ha đó và những cái thông tin khác ví dụ như là chị ni nè à, phản pháo những cái bài viết à, vô cùng sắc bén của chị dành cho cái mụ tiên ngáo ở bên mỹ đó à, rồi à, bài viết của luật sư nguyễn tiết ngọc nói về cái sức mạnh vi thường của chị ni à, cũng như là luật sư cũng đã gọi là cố gắng trong thời gian vừa qua và à, những cái thông tin sắp tới mà chúng ta cần phải quan tâm cũng như là du luận như thế nào luật sư cũng đã nói rất là rõ trong cái bài viết của mình à, và một cái bài viết khá là hay của anh Linh Tý à, đó thì đây là những cái thông tin mà Mười Năm nghĩ rằng à, à, có thể là bà con cô bác chúng ta chưa có xem được chưa biết được thì có thể là xem à, trên kênh Mười Năm Bình Dương thì bà con cũng có thể là cập nhật được phần nào đó à, mong rằng à, video của Mười Năm sẽ thật hữu ích cho bà con cô bác quý cô chú anh chị nha. À, bà con xem video nhớ nhấn like cũng như đăng ký kênh để cập nhật những tin tức mới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.